lên rẫy cái gì, tao đang muốn mày ra ruộng kìa. Đi ra còi tháo nước vô, nước nó rút hết trơn rồi kìa. Ba đừng có lo, chưa chắc là nước nó rút đâu ba. Không lo sao được hả? Mày không tháo vô ha, nó rút hết là chết mấy con cá, tao giết mày chết. Trời, ba lo gì ba ơi, nước rút tháo không được thì mình bơm. Nhà mình có mấy bơm mà ba quên hả? Hay quá ha, đứng lo cãi. Trứng mày đặt khôn hơn rận. Trời ba ơi, bây giờ á, trứng hay rận gì người ta cũng kỹ hết. Người ta phun thuốc tiệt trùng, làm gì còn phân biệt trứng hay là rận. Quánh cho cha mày nói. Em mày nói tao gì với mày và cá mẹ một lứa hả? Thứ gì đâu. Trời ơi, lỡ như đúng rồi, con với ba là cá mẹ. Lỡ như ba là cá mẹ Vinh, con là cá mẹ Hoa làm sao? Mày nói vậy là tao cá mẹ cha, mày cá mẹ con á hả? Là cũng một lứa rồi. Đúng rồi. Vậy sao mày không nói tao là cha của mày nhưng chưa chắc mày là con tao? Ê, tao nói cho mày biết nha, cái chuyện gì chứ cái chuyện đó nha, là chắc như đinh đóng cột nha con. Chưa chắc đâu ba. Mày chết cà mày, chắc chưa chắc hả mày? Mày lượm chiếc dép ra đây. Thôi đổi dép đi ba. Tầm bậy tầm bạ không à. Tao nói cho mày nghe nha, ở cái xóm này nha, xung quanh xóm này nha, tao nổi tiếng là hiền nha mày. Mày đừng có chọc tao lòi cái thói hung dữ tao ra. Chưa chắc đâu ba, không biết đứa nào hiền hơn đứa nào nghe. Ủa, mày nói đứa nào là đứa nào, tao với mày là đứa nào hả? Cái nón đâu? Dạ, cái nón con hả? Chết rồi, con bỏ quên trong nhà rồi. Đấy thì tao nói cho con nghe nè. Ba là nổi tiếng là hiền hậu, thấy không? Tới cái bà hai hàng xóm đó đó, bà là nổi tiếng là chua ngoa đanh đá, mà chưa bao giờ mà bà chọc ba nổi giận được để ba lòi cái dữ ra đó. Mày đừng có chọc tao. Chưa chắc đâu ba. Đi đi ra ruộng. Dạ. Ông Năm nè, ông Năm nè, đâu rồi? Ông Năm nè. Trời ơi, Năm nè. Ai kêu gớm vậy? À, cũng kêu. Ủa, không phải. Vì hai hình như sự sức hiện thử thách của ba được xuất hiện rồi đó. Năm nè, đâu rồi? Ba con trong này nè. Chị hai. Chị hai, bữa nay đẹp gái quá ta. Hả mày, mày dạt qua bên nữa tao nói chuyện với anh cha mày mày. À, để tôi đỡ phụ xuống. Đỡ đó. Mày ngồi mày coi cái thúng bánh cho dì hai, tao với dì hai vô trong nhà chơi cái. Thôi mày, tao cảm ơn mày đi, mày khỏi trong bánh tao đi. Rồi cái gì? Ngồi cây nhà lá vườn ngồi đây đi, để tôi nói chuyện tao đỡ u uất hơn. Quên. À, nói chứ rượu vô trẫm uống miếng nước chứ còn thôi, mà thôi ở ngoài này đi. Bị vợ tôi chết lâu rồi. Bây giờ là tôi thủ tiết tôi thờ vợ tôi, mà giờ chị vô đó không chừng người ta quánh giá cái tiết hạnh tôi nha. Thôi ngồi đây chơi. Thiệt á, tôi thiệt á, cái xóm này á, nhà ai người ta không đông người mà người ta hiền lành mà sao ta dễ sống lắm. Hai cha con ông sao nói chuyện ai cũng ớn ốc hết trơn à. Thôi ngồi xuống từ đây. Từ con lẫn cha. Thôi ngồi xuống có chuyện gì nói nghe, bữa nay sao rảnh rỗi qua thăm cha con tôi hả? Thôi mày, khỏi quạt đi mày. Mày xạo quá à. Sáng nay mày làm tao bực bội để vợ phiền cha mày nữa. Ủa nó làm gì chị bực bội? Trời ơi, sao không bực bội được. Anh biết ở cái xóm này á, con người của tôi á, tôi bán bánh là tôi giỏi cỡ nào rồi, anh biết không? Biết, cái đó tôi biết. Bánh tôi mỗi lần mà làm ra một cái hả, ai cũng khen hết trơn. Xưa nay tới giờ luôn rồi đó chị hai. Chứ còn gì nữa, mà tao gói cái bánh nào, cái bánh nào cái đó, thấy không? Cái nào cái đó cũng đẹp hết trơn vậy đó. Nó tròn lẳn như chị vậy đó. Ông á, tôi nói ông nha, bởi vì tôi nói cha nào con nấy à. Vậy á, mà ông biết làm sao không? Cái thằng con quý tử ông sáng nay nó ra nó ban một cái trời. Ủa, ơi mà tôi nói chị nghe nè, hồi tui sáng giờ đó luôn à. Bộ bữa nay có ai đặt bánh buổi chiều ha, chứ sao thúng bánh còn y nguyên vậy? Ờ, thấy chưa, ông biết tại sao mà nguyên cái thùng bánh mà y nguyên là tại cái thằng quỷ nhỏ này nè. Bây giờ ông hỏi nó đi, trời ơi, ông đẻ nó mà tôi thiệt á, nó con nít 3 tuổi đâu mà... Ừ mày không có làm gì đâu. Nó mấy tuổi mà tôi tưởng tượng nó như là con nít mà sống lâu năm á. Trời ơi, nó ra nó ăn nói những cái lời quỷ quái. Mày nói cái gì vậy mày? Con không có nói gì đâu. Mày không nói tại sao dì hai đá mày? Đi rồi thì con cũng không biết đâu. Thì thôi chuyện gì chị nói cho tôi nghe luôn đi, đặng tôi dạy nó. Tôi bực bội quá mà thiệt á. Nói ra thì coi như mình khản cái họng, không còn nói được. Mà thiệt á, tôi cũng chưa thấy gia đình nào mà lịch sự như gia đình ông vậy đó. Tôi vô đây tôi gào thét gì mà quên đi vô lấy cho dì hai miếng nước đi đây. Dạ. Đi vô lấy nước cho dì hai nè. Tôi nói chị hai nghe, có chuyện gì hàng xóm mà chị nói, còn con tôi á chị chỉ tôi dạy nó,
thấy không? Chị tới tiệm mắng xấu xả trong mặt thằng cha nó, tôi chán dán, tôi biết đường nào tôi dạy con tôi, thấy không? Thì bởi vậy. Dạ, con mời dì hai uống nước, uống cho nó thanh giọng chút. Thấy chưa, dì hai hết không à? Nước gì đây? Dạ, nước lọc. Nước lọc phải không? Dạ. Trời ơi, sao tôi nhìn xa xa tôi thấy giống nước sông quá à. Đó thì dạ, nước sông đổ ấy sông lọc. À, trời ơi, sao đúng thiệt cái tình á, tôi chưa thấy nhà nào mà như nhà ông hết trơn. Tôi nói chị rồi, nhà con nghe, mình ở nhà quê từ xưa tới giờ mình cũng uống nước sông mình lọc mình uống. Bà sao bà cử trời ơi quá. Bây giờ thời buổi vậy tao uống nước tinh khiết. Bà đứng lên tôi rồi. Coi coi, bà đứng lên, đứng lên. Đó bà cử quá đó, bà cử nước sông quá bởi bà quéo còn có khúc á, không ngồi xuống. Trời ơi bà, trời bà quá đi. Thiệt á, tôi nói thiệt á, gia đình ông á có hai cha con à mà tao nói như là quỷ mà thành tinh ở trong xóm vậy đó. Nè, cái câu này đụng chạm tự ái nha chị hai. Sao vậy? Cái gì nó cũng vừa phải. Bây giờ tôi hỏi chị là con tôi cái lý do gì á mà chị cứ ngồi chị nói hoài vậy? Nè, tôi nói nghe, sáng nay á tôi vừa làm một cái thúng bánh nóng thiệt là nóng, thơm thiệt là thơm, ngon thiệt là ngon, coi như nhìn là hấp dẫn. Đâu biết là rồi, à, đâu sao đi nữa. Lão ra cái sớm cái, tôi nói ai ăn bánh không? Trời ơi, tôi nói, vừa nói xong cái hằng hà sa số trong sớm nó bu lại, nó bu quanh tôi vậy đó, người tôi lúc đó như thịt nhân vậy đó, rồi tôi mới chìa cái rổ bánh ra. Trời ơi, tao nói từ con nít đến người già bu lại. Trời ơi, bánh gì hai sao thơm quá. Trời ơi, bánh gì hai sao thơm ngon mà. Quá. Trời ơi, sao bánh gì hai hấp dẫn quá à. Không từ bây giờ là tí nữa là hết cái thùng bánh này bây giờ á. Chị mà nó vô á, nó hửi cái, nó phát một câu xanh rờn à. Chưa chặt đâu nghe. Trời ơi, con nổi điên không? Mày nói vậy là sao? Bánh người ta chưa mở hàng mà nó phán câu gì rồi. Ế luôn tới chiều luôn, coi nổi điên không? Thì có phải vậy không? Thì có sao con nói vậy? Thì có phải vì hai để hai giá không? Đúng rồi. Cái mắt cái rẻ. Thì đúng thì, rồi. Thì cái mắt á thì vì hai phải bán ngon. Ừ. Còn cái rẻ thì vì hai bán bình thường. À. Thì vậy sao vì hai đổ thừa con? Trời ơi, thấy không? Ông thấy nó lẻo lười không? Tôi nói ông nghe, tôi đã nói là cái bánh tôi ngon. Ok. Hàng xóm á, lúc mà cái thằng này nó vừa phán một câu là trời ơi chưa chắc đâu nghe. Rồi cái tự nhiên bà con bu quanh là đúng rồi, thằng nhỏ này coi chừng nó nói vậy mà đúng á, chắc không có ngon đâu, thôi đừng ăn nha. Rồi tôi thấy kỳ quá, cái tôi mới tức quá, tôi mới xé một cái bánh tôi làm mẫu, tôi đưa cho nó ăn. Tôi nói nè con ăn xong con câm cái bản họng giùm gì đi để cho dì bán. Rồi cái nó ăn xong thì dì hai biểu con ăn con có không có hiếm câu nào luôn á. Ừ, mày có ăn không? Gì vậy có? Trời ơi, gì ăn? Bánh ngon mà ông ăn hết một cái một, không còn cái lá luôn. Rồi à, xong nó không nói một tiếng nào hết trơn á. Làm như con người ngoài hành tinh rồi ăn không còn cái lá. Thì đó thấy chưa? Ông thấy cái gì nó cũng nói được hết trơn. Mày để im cho dì hai mày nói được không? Bởi vì ta phải quảng cáo bánh ta chứ. Rồi nó không nói tiếng nào hết trơn á. Tự nhiên cái nó ăn xong cái nó đứng vậy nó thôi. Trời, đau bụng quá. Con nổi điên không? Bánh người ta vừa ăn xong cái nó kêu đau bụng quá. Rồi hàng xóm người ta nhìn ta ngỡ ngàng. Rồi người tôi đơ như cây cơ, hàng xóm ta bỏ đi hết. Rồi không ai mua bánh. Ông coi nổi dịch không? Nổi dịch không? Thì đúng rồi. Thì lúc đó thì con nó đau bụng rồi. Nó đau bụng với chị sao kỳ thì quá. Thì sao con nói vậy? Thì tôi lúc không đó có bệnh con. Nhưng mà cái gì nó ra cái nấy. Trời ơi, tôi nghĩ tôi tức quá. Tức cái gì? Người ta hỏi nó là hàng xóm á, người ta bu vô tôi hỏi nó. Thôi con ơi, chắc do là không phải ăn bánh mà con đau bụng đâu. Chắc là sáng nay là con bị yếu người, con bị trúng gió phải không? Cái nó phán một câu nè, chưa chắc đâu nha. Là ý nó còn khẳng định là cái bánh tôi dở dữ lắm, ăn xong nó mới đau bụng, Tào Tháo mới rượt. Trời ơi, ông coi tôi nổi đi ăn ông. Trời ơi, tôi chưa có bán được cái bánh nào hết trơn. Từ sáng bây giờ còn ăn không có nè. Ông làm gì ông làm. Nói chị nghe nè, chị đứng trước mặt tôi ông mà ông... chị chủ vậy chị coi được hả? Chị vũ không? Chị vũ không? Tôi vũ lại cho chị coi. Trời ơi, ông đẻ cái quân mà. Ông được rồi, mệt quá. Bây giờ dậy đi. Mày sáng sớm mày kêu mày đi ra tháo nước ruộng mày không ra. Mày ở nhà mày đi chọc người ta. Ôi, con đâu có chọc đâu. Thì lúc đó mặt mày con xanh lè thì con phải tìm chỗ con đi tè chứ. Không lẽ con làm xấu tại chỗ. Thấy chưa? Thì biết vậy rồi. Nhưng mà
Vì hai mày đang bán, mày ăn cái bánh xong xuôi mày cũng phải để về nhà. Mày muốn làm gì mày về nhà mày. Đau bụng người ta phải kềm chế đi. Không nó đau bụng nó công khai đó. Ôi trời đau bụng quá. Ôi trời đau bụng quá. Tôi không biết tôi mắc đền à. Đố bánh còn nguyên nè. Được rồi. Tôi không chịu đâu. Bánh hả gì rồi giờ sao đây. Thôi để tôi tính. Không tính thì ông tôi thì tôi không có chịu đâu à. Đến đây. Không biết tới tánh tôi rồi đó. Tôi mà làm nư có... là từ sáng tới chiều luôn á. Tôi biết cái tính bà nhưng mà tôi chưa bao giờ mà thấy bà vũ sổ dữ vậy đó. Chứ còn gì nữa. Từ từ để tôi tính. Hỏi không, sáng mở hàng chưa bán được cái bánh nào. Thằng con nó ông ăn, thằng con ông nó ăn một cái rồi bây giờ còn y nguyên 99 cái. Ông tôi hỏi ông 300. Thôi bây giờ đơn giản vậy nè. Vậy thôi 99 cái gì. Bây giờ tôi hỏi bà nè. Hả? Trời ơi ông thấy không? Nó trả treo giờ nó kêu 99 cái. Bây giờ dì đem về dì ăn đi. Trời ơi, ta ăn cho ta loài bán hồng ta ra. Bà ăn cho bà chết hả? Chị đừng có ăn. Tôi nói chị nghe nè, 99 cái chị ăn là chị chết. Chị đừng có ăn, chị đem về chị cúng, hiểu không? Cúng đâu? Trời ơi, cúng nhà chị á. Rồi cúng nhà rồi xong ai ăn? Cúng xong rồi đem cho hàng xóm ăn. Trời ơi, trời ơi. Không chịu đâu, không chịu đâu. Bánh hả? Con quậy giờ cha không giải quyết. Thì không sao đâu. Không biết hả? Chứ sao đâu dạ. Thôi dạ. Tôi tính vậy nè. Thôi dẹp dẹp để tôi tính rồi. Bây giờ nè. Bây giờ thôi được đâu. Chị khóc hoài tôi cũng mệt quá. Đây cầm cái khăn lại. Tôi sợ chồng tôi nó về đó. Rồi rồi rồi. Coi chừng ổng về ổng quánh bà. Bây giờ tôi mua đúng mão rồi. Hết được chưa. Mèn ơi. Ông anh mua cho tôi. Tôi mua hết đi. Cái để bà nói hoài tôi nhức đầu quá. Trời, bao nhiêu tiền. Tôi đội ơn ông. Thôi giờ về đi. Cái thúng này của tôi là 300. Mà giờ tôi mão lại ông anh tôi lấy vốn 350 thôi được không? 350? Có 300 thôi mà mua sỉ là 350. Ấy còn cái quần chị lột luôn này nè. Im lại chị. Chị vừa phải thôi. Chị bán đáng lý là chị thụt xuống đặng cho tôi bán lẻ tôi có lời. Con thằng này chị bán sỉ mà chị bán nhiêu đó là tôi bán cái với ai? Thôi bây giờ vậy đi tôi thiệt. Tôi đội ơn ông anh, ông năm nay thì tôi biết cái tánh ông rồi, ông rất là tốt. Bây giờ ông lấy tôi cái thúng này đi. Để không, được gì? Rồi, được rồi. Chồng nó quánh hoài à. Ông biết cái tích xóm này đó, tôi bán bánh mà từ xấu mà nó mỗi lần bán ế mà nó quánh ra thành đẹp gái luôn, ông thấy không? Chị đẹp bị chị tự tin, chị soi dưới hồ mà chị còn soi dưới vịt không mà chị không đẹp sao được. Thì đó, bởi vậy. Ông dẹp đi. Bây giờ nè 300 rồi, được rồi. Thôi đi bây về đi, giờ về lấy đi. Tiền đi, tiền đi. Tiền trao cháu múc. Trời ơi, dì hai ơi, chừng nào bán hết bánh này rồi có tiền mới trả cho dì hai chứ đúng giờ rồi. Tiền đâu. Nó gọi là gối đầu, hiểu không? À, coi như là phải sẵm chiều tối là mới có tiền đó. Mình bán gì mới có tiền. Vậy thôi được đi. Cái bánh thôi. Này cũng đâu có bán ở đây được. Ở đây bà con người ta biết hết trơn rồi. Phải dán lên tuốt ở trên thị xã bán. Nhã vậy lắm. Thôi giờ gối đầu gì đi, rồi ông anh cứ ráng bán đi. Rồi có gì gửi tôi 320 cũng được. Gì? 320. Ông dẹp đi bà ơi. 300 đi. Thôi được, cũng được. Thôi 301 gì cũng được nha. 209 thôi. Trời cái gì hả? Được 400 hả? Trời ơi tôi lộ hơn ông anh. Tôi mừng quá tôi đi về rồi nha. Trời ơi nói giỡn giỡn mà bán được 400 luôn giống như vậy. Đó. Bà bán đi qua bên bà chính bà bàn đệ bà. Trời ơi mẹ. Cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Còn canh cho bà hung ba nữa. Mẹ ơi tôi vui quá. Đi lộn qua nhà mẹ chính tự nhiên cầm dao rượt chồng tôi tưởng rượt tôi chạy thấy bà luôn. Tôi đi về nha. Thôi đi về đi. Cảm ơn nha. Có chân lộn sao? Rồi. Trời ơi đàn bà đâu giữ như con cái. Cũng mày không mà bây giờ tao ăn nguyên cái thúng bánh này nè. Ủa con đâu có kêu ba ăn. Kêu ba lên thành phố bán mà. Đi bán hả? Bây giờ đi bán. Lỡ như mình kiếm lợi chút thì sao ba? Được không? Thôi kệ chừng nào bán đi tính. Lấy xe ra. Dạ. Dắt cái xe ra đây cho tao. Dạ. Nước thì không đi sổ. Bây giờ còn mở ra cái nghề bán bánh tét. Thì cái con mẹ hai này hùng một cái chán dáng mặt mày hết trơn. Không có phê mà mệt thêm. Rồi xong rồi ba ơi. Chiếc xe xịn quá. Ôi xe nó dắt cái xe mà cũng dắt không được nè. Mày ăn cho phí cơm thiệt đó nha, thằng đèo. Chưa chắc là tới thị xã đâu mà. Bánh xe xẹp lép coi nè. À chơi kỳ quá, lấy kim chích rồi. Vậy bây giờ đi bằng gì? Con có biết đâu. Thôi được rồi, bây giờ ta tính như vậy. Tính sao ba?
bây giờ mình đi lên thành phố đi bán bánh tét bằng taxi. Cái gì vậy? Ba mới nói cái gì? Đi lên thành phố bằng taxi. Bán bánh mình sang thấy ớn luôn. Đúng rồi, mình bán bánh tét mà mình đi bằng taxi người ta mới nể, hiểu không? Trời ơi, lỡ như 300 mà. Vốn thúng bánh 300, không chừng bán đi taxi hết 500. Ha ha ha. Người xóm mình nó sẽ cười mình ha ha. Lộn, đường này mới ra thị xã, đừng nói vô bà chính. Ơ chết cha rồi. Hoài, hồi sáng tới giờ mày nói toàn là chuyện xui không. Mày để đó rồi coi, coi cha mày có đón xe được hả không cho biết. Con không có tay một chiếc. Có taxi đâu, có taxi đâu. Chú taxi ơi. Con đây nè. Chú taxi ơi. Thấy chưa, tao nói có là có mà. Chở đầu đi. Đi lên đây này. Đi. Chưa, từ. Chưa có ai sang như cha con mình đi bắt bánh tét taxi. Trời ơi, chạy gì vậy? Đi đâu? Thấy xe ông này bèo nhắn là chắc ăn mà. Đừng có nói vậy, người ta phiền. Xe người ta đi làm ăn làm gì có chuyện bèo ha. Hai bạn đi đâu đó? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao kêu tôi với thằng này là bạn? Bộ mặt nó già ngang ngửa tôi hả? Nó là con tôi đó ông. Ủa, hai cha con hả? Hai cha con. Vậy hai cha hai con đây. Lộn, đây cha, đây con. Tôi là cha rồi. Đây cha hả? Đây con hả? Giờ hai cha con đi đâu nè? Xe này đi đâu? Trời ơi, hỏi ngựa kìa. Nói chung là anh muốn đi đâu tôi chở đó. Trời, thấy gì đừng khí dễ nha. Xe này là chạy ra đảo, ra núi, ra sông, ra ruộng, chỗ nào, địa hình nào chạy cũng được hết trơn á. Mà bằng lái của tôi là coi như là toàn thế giới là chấp nhận hết trơn á. Nè, chú em nói là phái rồi, nhưng mà nói chú em nghe giá cả anh sao tính đàng hoàng đi. Nè, tôi không phải là dân nhà quê đâu nha. Tôi là ở thành phố. Tôi ở thành phố, tôi xuống đây tôi đi khu du lịch sinh thái. Ủa, thành phố nè? Thành phố nè, bận đồ là thấy thành phố rồi. Sao dép kỳ vậy? Dép này hả? Dép này nhiều khi lên thành phố ăn xong rồi để cái chân lên trên không bị mắc, hiểu không? Vậy hả? Nón này chắc cũng không ai lấy đâu nè. Nón này hả? Nón này sức mấy ai dám lấy? Bộ đồ này ai thèm lấy? Bộ đồ này có người lấy Ai? Người ta lấy, người ta làm nuôi dẻ. Trời đất ơi, thành phố ok vậy? Thành phố miễn sao ăn mặc mua đen, ông sao ông nhiều chuyện quá. Tôi mới thành phố là thấy tôi mặc đồ đẹp vậy mới thành mẹ phố. Mẹ con là thành phố hả? Này thành phố được nè. Còn sao hai cha con người ở thành phố, người ở tỉnh nè. Thích vậy đó. Vậy người ta nhìn vô trong gia đình người ta mới hết hồn. Nó lạ quá, vừa thành phố vừa tỉnh. Thôi giờ nó nhiều quá, nắng quá, giờ sao thỏa thuận đi. Ba. Nhìn xe cũ quá, nhám có chắc ăn không? Lỡ như đi giữa đường cái nó bị tắt máy hay bị chết máy gì đó, mình bắt thường ai bây giờ? Lỡ như chưa tới Sài Gòn nữa, mình mắc nợ chết luôn. Cái thằng nhỏ thành phố này không nể ông già nhà quê mày, tao giọng mặt mày mày. Gì? Nói gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi, đừng thấy xe vậy tưởng xe cũ nha. Nó về dán như là model á. Model kỳ quá vậy chú? Model miễn vậy mới là model kỳ, mới là model. Máy ở trong vậy chứ máy trong là tân tiến lắm. Đúng rồi, ở trong là xịn, máy xịn thôi mà. Trời ơi, xe cũ mà máy móc tân tiến là sao? Mệt quá, kệ người ta. Miễn sao giống như cái xác như vậy, nhưng mà cái máy của nó là máy Land Cruiser. Ủa, con nghe là Land Cruiser mà ta. Kệ người ta. Máy nào kệ ta, máy tao chế được. Thôi, chú kệ với nó làm gì. Nè, con không biết gì hết à. Cái này là modern, hiểu không? Ủa, modern mà. Thì đây nè. Cái bây giờ con thấy mấy đứa mà nó nhảy hết hớp mà nó chổng đầu gì lộn đít lên trên trời đó. Đây, ổng dán vô modern nè. Tụi nó khoái đi xe này lắm. Thôi giờ đi đi chú. Rồi đi lên. Lên xe. Trời ơi, làm đứng nói chuyện không nãy giờ. Không có xe là không đi được luôn á. Đánh ế là mày chết. Mở cửa đi, biết mở cửa không? Mở sao đâu? Mở sao chú? Nắm cây giật ra. Trời đất ơi, thôi ra mày. Đây nè mấy ba, nắm chỗ này nè. Ủa xong vậy? Nè, thấy chưa? Ra để lộn đây, mở đi. Rồi vô ra, ngồi đâu rồi? Lên xe. Mệt, dễ sợ luôn. Rồi chưa?
Hai cha con lần đầu tiên được đi xe hơi phải không? Không có đâu, nhà tôi có chiếc xe hơi đó. Mà bữa nay tài xế nó lãnh lương xong nó lấy tiền nó đi sắm vàng rồi. Trời ơi, có xe hơi thiệt luôn hả? Có xe hơi. Nhỏ này rành xe hơi không? Dạ, rành lắm, trời ơi, nó giỏi xe hơi lắm đó chú. Trời ơi, rành này. Rành sao chịu xích beo vô nè? Ủa, xích beo là gì vậy chú? Mẹ, ngu quá, không biết gì hết. Xích beo là thắt cổ đó. Xích beo thắt cổ nào? Ủa? Trời ơi, thắt cổ cho chết hả? Xích beo là mình vậy nè, hiểu không? Nè, lấy xích beo là vậy đó, không biết. Vậy luôn, chụp nha. Đó. Thắt cái mình lại thôi chứ không phải thắt cổ đâu. Ủa, để chi vậy chú? Không hiểu hả? Không. Giải thích được không? Đây nè, để là ví dụ như xe mà nó có thắng gấp đó, cái mặt con khỏi đập vô kia, hiểu không? Đúng rồi. Đó, nhưng mà nếu mà vậy, tôi thấy thắt cổ chết còn đỡ tức hơn á. Trời ơi, đụng cái cổ thắt luôn á. À, không dám đâu, đập mặt vô mới sợ chứ sợ thắt cổ. Thôi đi đi chú ơi. Nè tôi hỏi chú nè, bộ xe này chú mua ở Hàn Quốc hả? Hàng gì cái máy sưởi nó tốt ghê, ngồi trong này chú y như lò bánh mì, chạy đi ông nội. Hay. Xe này xe chế chạy mùa đông mà có máy sưởi, hồi nãy giờ mở máy sưởi đó. Trời ơi bà mẹ, chạy mùa đông mà mùa này là mùa gì đâu, mùa hè đâu, nhanh nhanh đi, nóng quá đi, chịu không nổi đâu. Để mở máy coi. Trang điểm cho đời vui đêm nay, chén chú chén ăn mai vơi đi lại đây. Cái quê này đồng bào ai biết ai sao, lại xem nhau như người tình, đôi bàn tay thú phiêu linh. Lại lẹ lẹ mấy cha nội ơi, quát ao xem mì đường mày... còn dài lắm, đẩy lẹ lên. Mày xuống mày đẩy đi. Ông xuống đây. Xuống mày đẩy đi. Ông xuống đây. Con nói với ba rồi, con thấy nó dán là con biết nó bệnh rồi mà. Ai mà biết đâu. Trời ơi, xuống sao được mà xuống. Leo xuống mày. Bây giờ tôi xuống rồi, ai lái xe đây? Bà mẹ tao phan mà cái vật chất rồi, mày leo xuống đây. Xuống. Mệt quá, hai cha con thiệt tình. Mày leo xuống mày đẩy phụ tao coi. Trời ơi, sao hai ông cha con kiếm chuyện tôi hoài vậy? Kiếm chuyện cái gì? Tao hỏi mày nè, mà cái xe này nó đã nặng rồi, mày ngồi trên đó, hai cha con tao chút xíu vậy, đẩy cái này kiểu tưởng mệt không? Thì phải đẩy chứ sao? Mày ngồi trên xe mày còn hát nữa. Ở chứ tôi tưởng tôi thích hát lắm hả? Tôi hát thằng chay hát cho hai người nghe này, thấy tâm hồn phấn chấn, rồi đẩy xe cho nó khí thế lên. Phấn chấn cái đầu mày. Ông làm gì quýnh tôi hoài vậy? Quýnh mày đó. Ba. Ê, sao chú quýnh đâu? Ai kêu ba quýnh đâu? Chú quýnh ba con nè. Quýnh không lại ông sao? Ngồi trên xe mày sướng thế bò rồi. Sướng cái gì? Cũng tại ông cơ mà. Sao tại ba con? Xe này xe xịn chứ không phải xe lô đâu. Máy xịn đàng hoàng, nhưng mà tại không phải là nó hư, mà là nó hết xăng nên phải đẩy thôi. Hết xăng hả? Chứ còn nữa. Trời ơi, chú chạy xe ăn tiền làm như chú chạy xe ăn dây thun hay sao không? Chú không đổ xăng. Thằng này nói chuyện không? Ông thấy con nói chuyện gì? Nó nói đúng rồi. Nói sao đúng được? Ông chạy xe ông ăn tiền không phải đổ xăng chứ. Ta ăn tiền nhưng mà tại ba mày tao mới không đổ xăng. Sao tại tôi? Hồi nãy đi ngang qua cây xăng tôi nói hồi ứng tiền tôi đi, tôi vô tôi đổ xăng. Ông không chịu ứng. Ông nói hồi chạy đi. Rồi tôi nói chạy hồi lạng qua là đi bộ nha. Ông nói ừ có gì ông đẩy phụ. Đó giờ mày qua mày làm việc ba mày đi. Rồi xong ba ơi, chuyện đã gõ vậy nữa. Ba đứng đi gây lộn vậy nữa. Đưa tiền hết rồi. Trời ơi, đẩy xe thì muốn xỉu luôn mà tiền phải trả hết cho ông này. Trời ơi, con nói đã không chắc rồi ba không cần. Mày á, cứ nói ba cái chuyện xui xẻo không à. Bây giờ trước sau gì cũng phải vậy thôi. Bây giờ trả tiền cho mày nè mày. Thà tao trả tiền cho mày tao đi bộ còn sướng hơn. Thôi giờ gần tới thành phố cũng đi bộ sướng được á. Đi bộ cho rồi còn đỡ hơn là phải đẩy xe. Thôi nha, không được đi bộ nha. Hai cha con đi bộ rồi bỏ tôi ở đây mình chơi với ai. Chứ mày để cha con tao ở đây là ở lại đây là cũng đẩy phụ mày hả? Thôi ráng đẩy xíu nữa đi. Còn lâu rồi mày, đi. Chơi với ông chơi ai? Lấy bánh ra đi rồi. Dạ. Thôi hai người làm gì kỳ cục vậy, ở lại đi. Dẹp đi mày. Ở lại chơi với chú hả? Mày quên đi. Đây lại đẩy thêm mười mấy cây số nữa tôi cho mỗi người ly trà đá nè. Tôi đạp trong mặt mày. Còn thấy ba mày khôn không? Ta đưa có 20.000 thôi, ta để nó ở lại nửa đường ha, nó khiêng nó đẩy xe thấy bà nội nó luôn. Ba khôn quá ha. Đi chưa được cây nữa đẩy 5 cây mà đưa 20 nữa khôn quá. Mày á, mày móc lò hoài cho nó đẩy thấy bà nó luôn đi. Còn đỡ hơn à, mình ở đây mình vừa đẩy nó tới thành phố mà mình còn phải trả tiền. Trời ơi. Không không? Chơi chắc ăn hả?
Dám đâu, không dám bỏ cái này để lại mình đâu. Không có đâu ha. Trời ơi, lái xe chuyên nghiệp mà làm sao có chuyện để bỏ mình. Bị dụ rồi. Bị dụ rồi con. Không dám, không có xăng đâu. Nè, nguyên can nè ông nội. Ông nói đã chưa chắc rồi, ba đâu có tin à, tới bây giờ con nhìn nó đang đẩy ra thấy không? Trời ơi, ông đang đổ xăng rồi ba ơi. Trời ơi, đốt nhà tụi bay cũng được, đừng nói chi mà đổ xăng. Trời ơi. Ủa mà xe mình đâu hết xăng đâu, đổ làm chi. Thôi để đây. Thôi kiếm ai dụ tiếp. Trời ơi, hai cha con này giờ thấy nó chạy qua chắc tức lắm. Trời ơi ba ơi. Ê, hai cha con, sao không ai đẩy cho xe chạy vậy nè? Có tiền thơm mất dạy. Mày lương gạt hả mày? Mà ngu tự nhiên hồi nãy tao đưa tiền cũng không cản nữa. Trời ơi, sao ba nói nãy ba mới nói ba thông minh mà. Thông minh quá. Bây giờ cũng phải đi bộ thôi. Đi đi. Thôi chơi con nói không có chắc ăn mà ba không có tin mà. Nó bụng quá. Ờ. Ha. Đi từ sáng tới giờ không con không có gì vô bụng hết. Tới chỗ nào ba cho con ăn miếng đi ba. Ăn bánh đỡ đi. Thôi. Đi cho rồi, chắc cũng còn vài tí, vài cây số nữa là tới thôi. Trời ơi, gần quá. Thôi. Gạt không à. Quá. Vô đi con, vô đi, ngồi đây, ngồi đây. Bỏ vô đây, bỏ đây. À, cho hai tô cho đi. Cho hai tô hủ tiếu. Bao nhiêu tiền? 5.000 tô hả? Còn hai cái tính để về cạo gió đó mà trả luôn. Hai cái chú nhanh giùm. Nhanh lên chú ơi. Đó, bây giờ là chắc ăn rồi ha. Được chưa ăn chắc rồi. Chắc đâu bà. Nhanh đi chú em ơi. Ba, chưa có chắc. Bậy mày. Sáng giờ cái câu chưa chắc á mà. Nó xui. Con nghe người ta nói á, nước lèo của cái này nè làm bằng trùng chỉ không á. Trùng chỉ hay không trùng chỉ, miễn sao nó ngon là được rồi. Mày nghe không? Ôi mùi thơm phức luôn. Bây giờ là chắc ăn rồi nghe con. Cầm muỗng lên. Dạ đây. Cầm đũa lên. Dạ đây. Gắp bỏ vô miệng là chắc ăn rồi. Dạ chưa chắc đâu ba. Cái gì vậy? Cái gì đây? Đây vui quá nè. Con nói đông quá hả? À? Cái gì mà đông quá trời đâu ba. Chắc có hồi chạy lên tàu đó. À, chắc cái gì vui quá đi. À, chút nữa ăn xong tới đặng chơi ba. Ăn xong hai cha con mình tới đặng chơi. Bà mẹ nó cái xe hủ tiếu đâu? Nó biết tàng hình. Ủa, không phải. Cái thùng bánh tét đâu? Mày lanh chanh tự nhiên cũng nhiều chuyện. Đừng có coi là đâu có bị cái gì. Tao trả hết 10.000 đồng bạc rồi không ăn được một miếng nào. Mắc luôn cái thùng bánh rồi. Trời ơi, thì tại ba không có kêu ra ngoài cơ thì con ra ngoài. Cũng tại mày, cái xui cái câu mà chưa chắc đâu ba. Đi đi mày. Mày đi không? Ba, giờ con đói quá làm sao? Uống nước sâm đỡ cho ra rồi. Trời ơi, uống nước cầm hơi chắc chết quá. Thôi kệ đi luôn. Đi đi. Ba mệt quá sao con giữ ba đi trong cỏ không vậy? Con đi được cháu. Chừng nào mới tới nhà? Với mẫu à. Mấy mẫu ra muốn nữa tới ba. Ba đói bụng quá đi. Cái chưa chắc không à, đói bụng là chắc lắm rồi. Chưa chắc là đói bụng đâu à. Lấy cái gì ăn mà chưa chắc? Rau muống. Hay. Đúng rồi, đói ăn rau, đau uống thuốc, xuống hốt rau muống về ăn. Đi ba. Bẻ lá giang lên luôn. Nè. Cầm đi. Trời ơi,
hồi làm banh lỗ mũi luôn. Quay lù à. Ê, ê. Cái gì vậy? Con cá. Con cá, bắt cá. Mũi đây nè. Được đâu? Trời ơi. Được một con cá rồi. Con cá gì ba? Cá lóc đây. Trời ơi, cá lóc mà làm canh chua với rau muống là hết sảy luôn. Chắc chắn là tối nay hai cha con mình sẽ có một bữa ăn thiệt là ngon rồi. Chưa chắc đâu ba. Tao tán trong mặt mày, từ sáng tới giờ xuôi là cũng tại cái câu chưa chắc của mày đó. Con nói chưa chắc là chưa chắc. Làm sao mà chưa chắc được? Cầm như vậy là chắc cú rồi. Chưa chắc đâu ba. Tao quánh mày chết đi kìa. Nói đúng mà anh nằm nè. Ủa chị hai đi đâu vậy? Trời ơi, tôi đi coi bà con mình thả diều nè. Mà sẵn rồi gặp ông anh đây mừng quá, cho tôi lấy 300 nghìn tiền bánh. Cầm đi con. Chơi, có chơi. Tiền hả? Có chơi, tiền chơi hả? Tôi chút cầm đi con. Gì nè, vậy? Trời ơi, lộ của quần tôi đưa chị chứ tiền đâu đưa 3 ngàn. Cũng có lấy đâu ra 300 ngàn. Sao kỳ vậy? Rồi bánh tôi đâu, tốn bánh tôi đâu, tôi không biết à. Kể cho bạn nghe đi. Tiền cho tôi à. Tôi lại bà đi về đi. Rồi từ từ tôi tính cho bà nghe. Hai cha con tôi hồi sáng tới giờ không có một cái miếng gì trong bụng. Bà ngồi bà khóc kiểu đó. Bây giờ bà ăn cái gì? Bà ăn xíu quá đông. Này, tôi không biết. Tối chồng tôi về nó quánh tôi ra. Trời ơi, quánh cái gì? Tối giờ hai cha con tôi đi qua bên bển nói chuyện với anh hai, không có quánh chị đâu. Hai cha con ông lừa tôi. Mày rồi nói đi. Lấy 300 nghìn đi lên Sài Gòn ăn chơi rồi phải không? Trời ơi, mày nói có phải ăn chơi đi ăn chơi rồi nào? Trời ơi, nói là với dì hai nghe nha. À, bán thì bán không được mới trở về nè. Còn còn nạn ở trời ơi, không biết kể gì chừng nào nữa. Bị nạn tùm lum tùm la hết. Nạn gì mà nạn dữ vậy? Trời ơi, cuối cùng rồi nguyên cái thúng bánh nó mất hết. Cha con tôi nhịn đói đi từ dưới trên tỉnh về tới đây. Bà mẹ nó còn đi lụm rau ra về ăn đây nè. Chị thông cảm chứ giờ lấy đâu 300 ngàn. Thôi không phải vậy đi. Giờ ông anh tính sao? Bây giờ tôi tính nghe cho từ từ đi. Chờ tới mùa đi xong tôi gặt lúa xong á, rồi tôi đông đủ 300 ngàn tiền lúa. Tôi kêu thằng nhỏ đem qua nhà cho chị. Vậy tới mùa anh mới đưa tiền hả? Chứ bây giờ lấy đâu ra? Trời ơi sao lâu quá vậy? Thôi vậy cũng được đi. Thôi giờ vậy tôi quyết định là tới mùa là đưa cho tôi 300 ngàn. Được rồi, cảm ơn chị. Thôi đi về đi chơi đi. Đi coi thả diều đi. Tôi đi về nha. À đi đi. Trời ơi, dán còn bóc quá ra đường coi chừng ta đĩa ngang. Rồi, tôi biết rồi. Nói xong cái ói ngang. Thôi đi về. Dạ. Bà thấy không, cuối cùng là bà cũng còn được con cá để về ăn. Chưa chắc đâu ba. Sì, giờ này là chắc lắm rồi. Nè ơi. Hả? Tôi nói nghe nè. Hả? Thôi giờ tôi tính gì đi. Cái gì? 300 ngàn thì đến tới mùa mới đưa. Hả? Mà tiền lời không có. Thôi giờ mình gỡ con cá đi. Để tôi về đặng tôi kho cho chồng tôi ăn. Chứ bây giờ hả, không có tiền mà coi như không có cái gì lỏng quách tôi chết. Thôi giờ tôi cầm con cá. Không nha. Sao không sao, mình còn rau muống ba. Mà quên nó nghe nè. Gì nữa? Cái này mới là chưa chắc đâu nè con. Cá kho mà không có rau ăn thì kỳ quá. Thôi đưa dì hai bó rau luôn đi. Cái này mới là chắc nè đó. Dì về dì ruột rau cho chồng dì ăn nè. Còn cái này cá kho. Thôi ha, cảm ơn nghe. Cái này là chắc rồi đó. Thôi đi nha. Con bao nhiêu đó không, mày cũng để cho con mẹ hai đó lấy mất rồi. Bây giờ đó, một cái điều từ sáng tới bây giờ mày chỉ có một câu chưa chắc đâu ba. Mà bao nhiêu chuyện nó xảy ra rồi. Bây giờ tao mới nói lại mày một câu là cái điều này rất là chắc nè. Là điều gì vậy ba? Hai cha con mình tối nay sẽ nhịn đói. Chưa chắc đâu ba. Được hả mày? Mày nói vậy là sao? Con nói thiệt. Lấy cái gì ăn mà không chắc? Ba coi nè. Hí. Đòn bánh tét. Thôi ăn nhanh đi, nếu không cho chắc. Bà hai đã tới nữa là chết liền. Ăn cho chắc ăn.
Bữa nay là ngày tất niên, cũng thỉnh ông bà về ăn Tết với con cháu về gia đình, phù hộ tống tiễn năm cũ, phù hộ cho năm mới được mọi sự bình an, vui vẻ, gia đình phát tài, phát lộc, con cháu học hành tấn tới, gia đình đề quê. Cầu xin cho cái chuyện gì trong bụng con đó nó được thành công mỹ mãn đi. Dọn thì lâu mà cầu vài câu đó hết rồi. Đi. Mau quá chị. Cái gì vậy? Ba làm gì ba nôn nóng chứ rồi ba? Nôn nóng gì đâu mày? Ủa? Ba đang chờ ai vậy ba? Vô duyên à? Nít biết cái gì mà hỏi? Thì con hỏi đi cho con biết. Biết làm gì? Thì con biết. Thôi dẹp đi. Nè, nghe ta dặn chưa? Đó, những cái gì mà ba cấm kỵ trong cái ngày Tết á, là mày có nhớ hay không? Dạ nhớ. Nhớ gì nói nghe coi. Hôm qua ba lẩm bẩm hoài con thuộc nằm trong lòng luôn á. Ba nói á là cúng tất niên xong á là những chuyện xui rủi á là qua hết. Đúng đúng đúng. Bắt đầu cúng năm mới. À. Cúng năm mới cúng cái gì? À, những cái gì tao cử là không có được đem về nhà nghe chưa? Dạ có nghĩa là không được lấy heo, được lấy bò. Tầm bậy. Sao ba đánh con? Con lấy bò rồi cả năm này gia đình mình bò lết rồi sao? Lấy heo không có được lấy bò. Nghe chưa? Dạ. Rồi còn gì nữa nhắc nghe coi. Dạ. Không được lấy cầu dừa đủ xài chỉ lấy. Được lấy cam với chuối. Mày ăn cái gì mà mày khôn vậy? Tao lẩm bẩm nguyên một đêm hôm qua tới giờ này mày quên hết rồi. Mày lấy cam cho cả năm mình phải cam chịu hả? Mày lấy chuối cho cả năm cha con mình chuối đầu chuối mũi hả? Nè nhìn đi, cầu dừa đủ xài, hiểu chưa? Dạ, rồi con nhớ rồi. Nhưng mà cũng tại ba. Tại cái gì? Thời đó chứ nhớ con là quá tốt. Mà cũng tại ba nữa. Đúng năm con 10 tuổi á, mùng 1 Tết, ba kêu con mặc đồ đỏ chói đi chơi lô tô. Đó đúng rồi. Mặc đồ đỏ để cả năm nó phải hừng hừng như lửa, hiểu chưa? Hừng lên như lửa con không có thấy. Thì con cũng nghe lời ba con mặc bộ đồ đỏ chói đi chơi lô tô, đi qua đám ruộng của dì Hai. Mém chút xíu nó bị đổ máu. Mất hơi đổ máu tại mày bắt cẳng mày dắp mày té thôi. Không dám đâu, con bị con trâu nó rượt mém chút xíu bán mạng cho nó. Hèn gì tới giờ này đầu óc mày không còn nhớ gì hết, lẫn lộn luôn. Nhưng mà hên cho mày, mày không chết là nhờ mày mặc bộ đồ đỏ nó mới hên đó. Tại sao mà mặc bộ đồ đỏ lại hên ta? Thôi mày mà không mặc đồ đỏ là mày đi rồi. Không nè. Bây giờ nghe ba dặn đây. Dạ. Tất cả những cái gì quà cáp người ta đem tới nhà, dù có lớn tiền bao nhiêu đi nữa, dạ, cũng không được nhận. Đây nè, gà là 1, vịt là 2, không được nhận. Dạ, con biết tại sao ba không nhận hai cái thứ đó rồi. Tại sao? Nói nghe coi, giỏi quá. Tại vì ba sợ H5N1. Mày đừng có vô duyên. H5N1 hả mày? Bây giờ tao hỏi mày, bây giờ nhận con gà là cả năm phải bươi móc chuyện thiên hạ để cho người ta quánh phù mỏ hay sao? Không được nhận vịt là tại nhận vịt đó là cả năm mình sẽ bị lạch bạch chậm chạp như một con vịt, thì chừng nào mới khá được. Dạ. Còn một cái điều nữa. Dạ. Bắp. Không được nhận bắp, hiểu chưa? Ủa, con nghe người ta nói là chắc chắn như bắp mà ta. Mày ăn bắp cho cả cái khi mà mày lên mày cần nói cái chuyện như người ta, cái miệng mày cứ lắp ba lắp bắp như vậy, ai mà nghe cho được, hiểu chưa? Dạ, trời, bây giờ con bái phục ba. Gì? Đầu óc ba suy nghĩ quá sáng suốt. Nó tới nó lui, chắc tối nay con ra ngoài đường ở. Mất mấy là đường ở, tối nay là giao thừa, con phải ở trong nhà với ba. Con tin thiệt, có nghĩa là thiệt thòi thua thiệt. Chết mẹ rồi. Tối nay con ở ngoài đường chắc quá. Thiệt là giặc không ở đâu xa, giặc ở ngay sau lưng ta đó, trời ơi. Trời, con tại sao giỡn? Tao lại không suy nghĩ tao đặt tên con ta như vậy? Trời, con nói giỡn gì? Không lẽ tình cảm đôi mình chỉ thế thôi? Quánh chết cha mày cho tình cảm đôi mình hả mày? Nói cho mày nghe, suy nghĩ được rồi. Tên con không phải là thua thiệt, mà tên con ba đặt tên thiệt là thiệt gì? Thiệt thà chất phát, con hiểu không? Dạ hiểu. Vậy là yên tâm ở trong nhà rồi chứ gì? Dạ. Ủa, ba đang chờ ai vậy ba? Nhiều chuyện quá. À, con biết ba chờ ai rồi, ba chờ con Mười. Bậy bạ, tự nhiên tao đi về đi chờ ba Mười.
Ai mà chờ ai? Cô Thập. Ủa? Ủa mà Thập cũng là mùi mà ta. Biết là con hỏi nữa, mệt quá. Nè, bà nói con nghe nè. Tất cả những cái gì mà ba đã kiêng kỵ đó, là cứ hễ ai đem vô là con phải đưa ra ngoài đường liền. Nhiều khi mình phòng hờ những cái gia đình nào đó mà nó ganh tị với gia đình mình, nó muốn hại gia đình mình tàn mạt là nó đem những cái thứ đó vô. Mà bây giờ ba tự hại ba rồi, ba chơi nguyên trái lê lê lớp nè. Hả? Chết cha. Lê đây hả? Ta tưởng táo. Mà không sao. Gì mà thằng bà con gái gì đó mà gần cái gì vậy mày? Cam, mệt lắm hả? Cam chuối gà vịt không thiếu thứ gì hết, đem tới đây đó hả? Dạ. Mày ra mày biểu để ở ngoài đi, đừng có đem vô nhà. Cổ vô tới rồi. Ai vậy? Anh Ba không? Anh Ba sao ạ? Thiệt á, tôi chưa thấy ai mà ép ôn ngay cho con nhà anh á. Đỡ tôi ở ngoài đường mà tôi xách mà đi xiếng miếng. Trời ơi, con gà, con vịt thì tôi mua 2 con mà 2 con là 10 cân luôn nè. Trời, tôi nói anh nghe, công nhận nha, anh này đi chợ thiệt tình á là cũng qua đây phụ cúng anh tắt liền. Mà tại vì trời ơi, chợ sao mà gà vịt nó rẻ quá, thôi tôi sẵn dịp tôi mua cho anh luôn. Kem nè anh coi, cái kem nè cái bự bằng cái đầu anh vậy đó mà nó rẻ có mấy ngàn cân à. Tính mua nguyên một cái cần sớ mà xách đâu có nổi đâu. Thầu lấy mấy ký được đâu. Rồi còn đây chuối nữa nè. Ta nói nãy nào phải đó cái trái nè, cái đó nó to bằng cái cùi tay tôi vậy đó. Ăn cái này là thầu mệt nghỉ luôn á. Ăn cái này là 3 ngày tết ăn không hết luôn á. Anh làm cái gì vậy? Anh Ba, em tặng anh trái cây với đồ ăn, tôi làm cái gì mà anh ngốc xíu rồi anh xúc động hả? Nè, anh ơi anh đừng có làm vậy, em ngại lắm, thôi đỡ em giật gió cho anh nha. Không, mà trúng gió. Cái Ba con bị cái gì vậy? Hiểu hả? Trời ơi, dìa mời ơi, nhà có 2 cha con mà gì mua làm gì mua nhiều dữ vậy? Trời ơi, vậy mà cái gì mà nhiều con? Trời ơi, tết nhất mà ăn vậy là ít rồi đó. Em nói cho anh nghe, em có đẹp sáng cho anh đâu. Chiều nay là coi như là ta làm xong cái em đem về cho anh liền luôn á. Cô đem gì vậy cô? Trời ơi, dưới đầu xẻ nè, này ta mổ bò. Ta nói con nào con đó bị lớn bự như cái nhà này đó. Rồi em đặt sẵn là chiều em mang hẳn một cái đầu bò về cho anh ăn tết. Chưa gì hết là 3 con bò rồi đó. Không, chứ mình không bò, chứ cái đầu cũng đâu có bò đâu, không có giống đầu bò chút xíu nào á. Anh Ba ơi, em nói anh nghe nè, em mang cái đầu bò về cho anh ăn tết, chứ em đâu có nói anh bò làm cái gì đâu, anh bò lan bò lơi vậy trời. Hiểu là sức ngon. Ta tứ mà anh ăn chi? Ủa, anh tính nói gì với em vậy? Người anh sao khách sáo quá à, tự nhiên nói cái gì mặt khẩu không ai hiểu gì trơn à. Không mà em nói cho anh nghe, thâu ba cái chuyện tụi mình á thì thâu đỡ ngày tết rồi hai đứa mình đi chơi lô tô rồi có gì nấu. Có đứa nít đây tự nhiên anh đỡ nó nấu gì? Không không. Em ngại chết luôn anh ơi. Không, cái này phải nói, không nói là qua mùng 1 tết là nó thúi hẻo luôn á. Đâu cái gì hẻo ở đây nữa, tự nhiên cái anh thiệt tình luôn á. Thâu có thằng con anh đây rồi nói chuyện à, có gì mình đỡ cái chuyện đó mình nói sao đi. Không, cái chuyện này không gì để sao được. Phải nói liền, tôi bức xúc dữ lắm rồi. À thâu giờ con xách 3 cái đồ này à, con đem vô trong nhà trong đi. Con xách đồ đem ra ngõ đi. Ờ con đem vô trong nha. Đem ra ngoài ngõ. Mình đem vô trong mà anh. Đem ra ngõ. Ủa sao đem ra ngõ? Ủa gì là sao? Dạ để con xách đi. Ủa gì đem ra ngõ là sao? Trời ơi, rồi tôi hiểu anh rồi. Trời ơi anh Ba ơi, tôi nói anh nghe nè. Anh nói sao con người anh sao mơ tính hoài vậy? Không phải. Tôi nói cho anh nghe. Tôi cũng tất niên rồi, tôi không có nhận quà. Tôi nói anh nghe, người ta là người lạ, khách vô thì không sao. Tôi là người ở trong nhà với anh á. Bây giờ tụi mình coi nhau là một nhà rồi, sao tự nhiên kêu xách ra ngoài là sao? Cũng gì tất niên rồi là tôi không có nhận quà. Ủa vậy là có nghĩa là con người anh mơ tính gì sao anh Ba? Người ta người lạ thì không sao, tôi là coi như người trong nhà với anh đâu. Giờ cuối năm sau tụi mình cũng
anh ấy đâu tự nhiên cái giờ anh tính toán anh nấu gì sao tôi nghe không có lọt cái lỗ tai chút xíu nào trơn ạ. Khó nói quá đi. Trời, mùng một Tết mà gì mười đem mấy cái này tặng biếu nhà con là sao? Quá thì bây giờ Tết nhất thì tặng cái này. Là tặng Tết thì người ta phải tặng gà, tặng vịt, rồi tặng kem, tặng chuối. Chẳng lẽ giờ tặng một ổ bánh kem cho chúng sinh nhật hả trời? Nhưng mà... không... Mệt quá đi à. Trời ơi, quý vị làm sao? Sao không hiểu gì trơn vậy? Dạ, để cho con nói nha. Nói cho dì à, dì mười hiểu nè. Có nghĩa là ba con kỵ những cái thứ này. Tại vì sao? Vịt á, thì nó cứ lạch mà lạch mạch vậy, chậm chạp nó làm sao làm ăn. Còn con gà thì có ngày vui mất chuyện ngoài đời à, có ngày bị chúng đánh phù bỏ. Còn cam á, là cam chịu bị người ta ức hiếp. Còn chuối là chuối đầu chuối cổ, làm ăn không bao giờ ngẩng đầu lên. Con là người trong nhà mà mém bị ba đuổi ra ngoài đường. Sao vậy? Dạ tại vì con tin thiệt mà. Hả? Thời thua thiệt. Thôi ơi, anh ba, anh, em lộn. Anh leo lên bàn đi. Anh ngầu đây đi. Để em quỳ, em lạy, em tới. Cô làm gì kỳ vậy? Trời ơi, trời ơi. Cô làm gì vậy? Em nửa anh qua đâu. Ba ơi, anh làm sư phụ em luôn rồi đó. Trời ơi, anh làm gì mà anh mơ tính mà anh tưởng tượng như một nhà văn vậy sao? Trời ơi, tôi nói anh nghe, tôi sợ anh quá rồi. Tôi nói không chừng thôi, bây giờ tôi đi về đi ha. Tôi xách đồ này về đi. Tôi ra ngoài đường, nguyên cái xóm này chắc người ta đồn đá tôi dữ lắm. Đồn cái gì mà đồn? Tôi nhục dữ lắm. Ta nói con mẹ mờ mơ trai, xách hàng qua cho trai, trai không chịu gạt gì à. Trời ơi, nhục không? Có người nào mà nhục cho tôi không? Trời ơi. Mà không, được rồi, tôi hiểu rồi. Không chừng tôi biết mà, sáng mùng một Tết mà mừ mà có qua đây không chừng mừ bị đánh gãy giò luôn. Không có đâu, cô mà tới trước cửa là tôi rước cái, tôi trải chiếu bông, tôi rước cô vô nhà luôn á. Không có đuổi cô đâu mà. Phải không? Thiệt. Ủa anh không có suy nghĩ kỹ à? Suy nghĩ cái gì? Anh trải chiếu bông thiệt. Đối với mười là tôi không có suy nghĩ cái gì hết. Anh không nhớ tên tôi à? Thì nhớ chứ, Ngọc Mười. Nó lạ lùng, nó quyến rũ làm sao ấy. Nhưng mà mừ ở trong bài người ta gọi là bù đó, hiểu không? Ông em tôi trong nhà là coi như nhà ông năm đó bù nguyên cả năm, ông hiểu không? Cái ca vậy mà sao tao không để ý ta? Giặc không ở đâu xa, ở ngay sau lưng ta đó. Ê, nói nghe nè, ông ấy đổi tên chính được không? Ông nghĩ sao vậy? Trời ơi, chính hả? Ông nghe người ta nói hả? Ba chìm bảy nẩu, chính lên đơn. Ông mà lấy tôi tên chính là coi như nhà ông mà năm đó là lên đơn ngoài đường luôn á. Rồi còn ông nữa. Hả? Ông có tên ba. Ba là ba chìm bảy nẩu đó. Ba chìm là coi như là năm sau ông chìm, ông chích lọt ông luôn á. Tự giặt đâu ở đâu xa, giặt chính con người ông đó. Ông là giặt đó, ông là tên ba đâu, hiểu chưa? Sao kỳ vậy ta? Ngày xưa cha tôi đặt tên cho tôi, tại sao không lựa cái tên nào đặt đi, đặt tên ba để cho tôi chìm? Đó, nói người ta cho đã. Tôi nói nghe, bây giờ cái tên là cái tên để mình kêu thôi, chứ đâu phải cái tên là để mơ tính. Tôi nói nghe, bây giờ cũng cái nguyên cái đất nước này người ta cũng mơ tính như là anh đi. Rồi ai cũng đặt tên là Phước, là Thọ. Mỗi lần cái kêu Phước ơi, mấy chục triệu người người ta cũng kêu ơi. Rồi biết ai là Phước Thừa, ai là Phước Dạ. Con người anh mơ tính quá, biết tôi sợ anh luôn à. Bây giờ con người anh muốn phân tích phải không? Anh muốn phân tích phải không? Bây giờ anh tránh ra đi, con. Anh tránh ra đây cho gì? Anh tránh gian xe ra đi. Để tôi coi cái bàn thờ của anh cúng hôm nay những cái gì. Đây, anh nói gà là bươi móc. Anh cúng nguyên con gà bự chà bá lửa. Anh thấy chưa? Đây, rồi đây. Anh nói hả? Bánh tét đi, tôi dịch anh nghe, có nghĩa là năm sau người ta sẽ đánh anh tét, hai cánh anh ra. Đó, anh hiểu chưa? Rồi còn đây nữa. Đây, lơ. Trời ơi, ông cúng nguyên một quả lơ, năm sau đời ông sẽ lơ thơ. Cầu, tưởng ông cúng cầu gì? Ông cúng cầu gai, năm sau nhà ông trông gai không, ông hiểu chưa? Trời ơi, ông đừng nói tôi này trái hồng nha. Cái này không phải trái hồng đâu mà là trái cà, đúng không? Cái hồng không có mua trái cà. Cà là cà chớn, cà cháo, cà pháo, cà nổ. Thấy chưa? Đây, rồi tôi nói cho anh nghe. Rồi còn cái gì nữa? Đây, không, rồi tôi còn cái gì nữa, tôi suy luận nữa. À đây nữa, anh cũng nhang làm gì? Nhang năm sau gia đình anh sẽ đi lang thang, đúng chưa? Cái gì à? Tôi nghe, tôi sẽ mang đồ ăn thức uống này qua tôi tặng cho anh Bảy. Tôi nói nghe, anh Bảy anh thương tôi dữ lắm.
anh rèn ở bên cả ngày cả đêm không ai mua đồ cúng cho anh. Bây giờ tôi qua tôi cất mấy cái này tôi tặng anh cái lựu đạn anh cũng vui nữa, chứ đừng có nói gì là ba cái con gà con vịt này. Để tôi đi về. Không con, thôi đâu khóc. Mày đừng khóc, không có gì khóc hết. Tao đem qua mày, anh bảy, không có gì phải khóc nha con. Đừng kêu kẹp kẹp nữa. Tôi đi à. Mày ơi. Cũng mày không? Tại sao tại con? Tự nhiên mày nói ra chị vậy? Hả? Mày xách đi ra đường mày dục đi. Còn mày đứng mày còn giải thích chi thì bây giờ cho bà giận tao bỏ bà đi. Hả? Cũng tại mày đó. Dạ, con đi nè. Đối biểu. Mày đi đâu? Dạ, con đi kêu bà Mười. Mày kêu dễ gì bà Mười bà về hả? Dễ gì bà Mười bà về? Mày có biết, mày có biết gì lời nói của mày mà cha mày từ đây sẽ mãi mãi mất đi một người yêu hay không? Thằng cha bảy đó là chó canh me con mẹ Mười thì lâu lắm rồi. Tao phải giành giật, mày biết tao giành giật tao phải dùng một cái gì đó mà trời cho tao, đó là nhan sắc để tao giành giật mà. Là gì vậy? Nhìn mắt ói. Quách trong mặt mày cho ói. Mày dám chọc cha mẹ. Nhưng mà ngược lại, ngược lại thì cha bảy nó be con không ta. Bây giờ làm sao đây? Tới cái lúc mà Mười qua nhà nó, xong nó sẽ nói một câu: mùng một Tết này bảy sẽ qua nhà Mười xong đất, Mười có chịu không? À, không được. Câu đó ông sẽ bỏ nhỏ là: mùng một Tết này bảy sẽ qua nhà Mười xong đất, Mười có chịu lấy bảy không? Ai cha, ta không thể nào suy nghĩ được cái câu đó nữa. Bây giờ nhà cô Mười hướng nào? Dạ. Một Tết tao phải qua nhà cô Mười mới được. Tao tuổi hợi, hợi mẹ Mười tam hạp. Năm nay thầy biểu ta xuất hành hướng Bắc. Ủa mà con nhớ là nhà cô Mười hướng Nam hả? Ngược hướng rồi. Bây giờ muốn qua nhà cô Mười phải sắn qua một cái nào đó hướng Bắc, xong xuôi rồi từ cái đó mày vòng ngược về nhà bà Mười. Được rồi, mùng một Tết tao sẽ xuất hành hướng Bắc. Về đừng có giận ba con đi thiệt á, tại con nói thiệt chứ mà không. Tôi á, tôi nói thiệt ở đầu, tôi sợ nhất ai nó léo á. Ba con anh mới sáng mùng một qua đây thì xèo léo với tôi. Nói là tí nữa ba con qua, sáng giờ tôi ngồi tôi chờ mày cái cố tôi riết nó dài nha, cái con hưu không thấy ba đâu hết trơn. Đầu năm đầu tháng con với ba con đừng có rủ nhau nó léo cái gì. Tao đỡ gì ngồi gì chờ đợi tàu gì lắm, mà sáng nay bao nhiêu người bạn trai đến đây rủ gì đi chơi, đi xem que, đi xem hậu chợ mà gì đâu có đi đâu, gì ngồi đi gì đợi ba con hoài à. Còn nó leo nào thì leo, còn nó leo chết liền. Ôi con Mười Quý, Mười Quý sứ tàu nó nhảy trong họng, nó ngồi nó nhảy tiếng tôi kìa. Nó leo kìa. Ông không có thiệt gì hết đâu ông ơi. Trời ơi, con tên thiệt, là thiệt thà đó. Ba con nói thiệt chứ bộ nè. Ba sáng sớm tàu mời sáng không, ba con mặc một bộ đồ cực kỳ đẹp luôn. Xuất hành hướng Bắc. Du viên. Nhà gì hướng Nam mà sao tự nhiên đi hướng Bắc là sao? Có nghĩa là ba con nói á, là thầy bói nói ba con là năm nay phải xuất hành hướng Bắc mới hên, nên ba con mới xuất hành hướng Bắc giết thằng Tài đó mà. Rồi xong hôm qua đây. Vậy là tôi biết rồi, tôi hiểu lòng ba anh rồi. Ba anh đi qua hướng Bắc á là đi qua nhà bà 11, nhà 12, 13 nào chứ làm gì mà nghinh tiếp tài thằng nào ở đây. Rồi đi đẻ nào qua đó rồi mới lạng qua tôi. Không chừng sạch sợ chiều mới tới ổng rồi mới có cái bản mặt ổng tới. Không phải à. Nói nghĩa thiệt á, tôi hy vọng càng thấy coi như thất vọng. Tôi chém ba anh quá à. Không phải. Ba cũng đi giết thằng Tài mà. Giết thằng Tài sao giờ này làm gì chưa tao? Trời hoài ổng tới. Trời. Ổng tới mà sao có tiếng ngừ ở đâu mà rên ngữ. Trời đầu năm đầu tháng ai làm gì mà nằm rên quá trời quá đất luôn vậy trời. Con nghe cái giọng này quen lắm cái gì Mười. Nè. Chào ông. Chào
chi vậy? Sao người ông tẻ tâu tâu tẻ gì ông? Tại đây coi, trời ơi mùng một Tết mà tôi tưởng tôi gặp cái ban không à. Sao vậy? Thầy coi nói là phải xuất hành hướng Bắc mà nhà của mười hướng Nam. Thế tôi phải xuất hành hướng Bắc. Xuất hành hướng Bắc để gặp tài thằng hả? Bây giờ gặp cái gì vậy? Ông gặp cái gì mà cho người ông nó gốm giết quá à? Con ơi! Trời ơi thiệt thôi đi coi đi hướng Bắc đó, đi gặp tài thần đó. Thì cái này ba nói mà. Thì đó tao đi hướng Bắc là tài, có biết đâu tao ngắm hướng Bắc tao đi là trúng ngay cái hầm cá dồ của ông Sáu kìa. Rồi vậy là ba gặp khủng bố rồi chứ đâu phải là gặp dí ông tài đâu. Tao thì tao chui xuống luôn, tao lội luôn. Bây giờ là lỡ đầu tao lội luôn, lội lên xong rồi đó. Là chó nhà ông Sáu nó dí nó chạy, bà mẹ nó tao ban bao nhiêu bụi cây tao ban hết. Trời ơi, hèn gì quần áo đầu năm mới mà nó tả tơ. Đâu chưa, lúc đó là chưa tả tơ đâu. Hả? Rồi xong sao? Chạy hồi gặp nguyên cái lùm tre hàng rào của nhà ổng đó. Rồi ổng ban vô? Chưa, đâu có ngu gì ban liền. Hả, con biết rồi, vậy là ba không có vô mà là ba leo. Tao cũng không leo luôn, tao phải đứng tao suy nghĩ, tao đấu tranh tư tưởng, tao coi cần phải leo hay không. Chà, cái này gai nhiều quá, mình có phải vượt qua cái này không? Nếu không vượt qua cái này quay ngược lại là hướng Nam rồi, không được rồi. Mà phía sau vẫn còn có chó đúng không? Chó giận dí mà. Rồi xong sao? Không mình quay nghĩ, lại với chó hay không quay về với bụi tre? Hướng này là đúng là tài thần rồi, là chui vô luôn trong bụi tre. Trời ơi, hên quá, có mấy đứa nhỏ nó đi chùa nó lâu ra hơn chứ không thôi nó cào xước hết tao rồi. Trời, tôi thắc mắc quá. Ông biết ông té nhiều quá, ông bị chó cắn, ông bị tẩu quả không? Ông nó chui vô bụi tre mà giờ người ông bèo với lại lục bình không là sao á ông? Bèo lục bình là tại muốn đi qua nhà em anh phải đi vòng ngược lại một đường nữa, là phải lội qua cái đìa nữa mới tới. Trời ơi anh leo lên nóc nhà, anh leo vô bàn thờ em đi, anh ngầu đi đã đặng em ngồi tới anh luôn đi. Trời ơi anh ơi là anh một mệt quá, anh đừng có lại tôi. Anh ơi trời em nữa anh luôn á, em phục anh luôn á, anh quá đáng quá thừa. Anh ba anh nhiêu tuổi nào? Anh bốn mấy tuổi rồi, bây giờ anh mới có một mụn con. Tại sao anh ớ vợ? Tại vì suốt ngày anh cứ kén, anh chọn, anh tìm người hợp tuổi với anh. Rồi anh mới cứ được một bà. Trời ơi, tôi nói tội nghiệp cái bà đó. Giờ tôi nghĩ là bà vợ cũ ông tôi thương quá trời. Cái ngày mà chị sanh nở đúng nhầm cái ngày Tết mùa xuân, con biết không? Tội nghiệp má con lắm. Lý ra là má con nó đẻ xong nằm ổ là phải được nằm than. Ba con sợ than đen ngừ, đen nhà. Cùng ba con cho bà nằm lửa, má con nằm lửa, Phật cháy luôn cái nhà, cháy luôn má con. Bà chơi ác quá. Cho con cái gì nữa? Có ai như ông không? Sao ông kiên cử, ông kiên cử quá trời quá đất luôn à. Tôi biết từ sáng bây giờ tôi chờ ăn, tôi chờ mòn mỏ riêng cái cổ tôi nó dài như một cái con cổ hưu. Trong khi anh Bảy thợ rèn cao to lực lưỡng như vậy tôi không chịu. Ông dẹp đi. Người ta rủ tôi đi hậu chợ cho lô tô kìa. Đừng có nhắc tới ông Bảy thợ rèn, tôi nổi điên á. Bây giờ tôi biết rồi, đây nè, cái hậu quả đây, cái hậu quả của tin dị đoan đấy, hậu quả của mê tín đây đó, hậu quả của kiên cử đây, anh biết rồi. Mày đừng có nhìn nha. Cái gì vậy bà ơi? Trời ơi. Nhưng bà gì cô Mười mày thấy đẹp. Trời ơi, không dám đâu. Ngày xưa tôi thích anh, tại vì tôi thích anh thiệt thà, anh dễ thương. Càng ngày càng lúc càng thôi được rồi mà, tôi biết rồi. Tôi nói nha nè, tôi bây giờ bỏ không có, thôi không có mê tín nữa đâu. Khi nào mà một ngày nào đó ông đi coi bói thì bói nó là Tết này phải cần cứu sống một cô gái còn trinh tiết. Ông Trần cũng đưa tôi ra, trời ơi năm nay tôi 40 tuổi mà tôi vẫn chờ đợi ổng. 40 tuổi còn trinh tiết rồi ông đem ông cúng tới sắm tôi rồng rồng. Ông mệt quá. Trời ơi, sao anh còn suy nghĩ còn nhiều hơn tôi. Đứng lại đi. Bèo, mặt quá. Tôi mệt mỏi quá. Bây giờ tôi nói rồi, bây giờ trước mặt cô này với lại trước mặt con tôi nè, là tôi hứa là tôi không có kiên cử nữa. Thôi bây giờ tính về luôn đi. Bây giờ tía tính về mà chịu không nè. Tính sao? Người ta nói là ra duyên là cưới được rồi. Nhưng mà bây giờ đó là không có chờ ra duyên. Tính sao? Là tại vì đi coi thầy nói là ngày mùng 9 cưới là tốt nhất. Trời ơi, tôi nói cưới là cưới trong ngày mai, ngày kia đi, rồi bây giờ còn đợi đến mùng 9 nữa là sao? Trời ơi, nãy ba mới hứa là không có mê tính gì đâu. Nó
anh Bảy phở rèn liền. Anh Bảy tôi rèn, bây giờ tôi nói một tiếng là tôi ok làm vợ ổng là coi như ổng cưới tôi liền trong một tiếng đồng hồ. Bây giờ anh không chịu mà anh đợi tới mùng 9 nữa là tôi qua thành 41 tuổi rồi. Cái ngưỡng cửa đó tôi già rồi, anh hiểu không? Là tôi ổng chờ rồi, thôi tôi đi với anh Bảy rồi. Thôi thôi, khỏi cần coi ngày. Ngày nào 10 triệu là 3 triệu. Bây giờ nè, được không? Trời ơi, vì mười tính cái này á, hồi sớm mà nghe. Vậy là ta chịu rồi, chứ giờ sao giờ? Thì sẵn hôm nay coi như đầu năm tháng, coi như lỡ Tết vui vẻ ở đây, ta cũng có lỡ Tết cứ luôn đi. Thôi ấy, thôi vô nhà đi, tôi thay đồ xong rồi cúng ông bà cái rồi. Rồi sẵn đây tôi báo cho một tên ông hú hồn, có ai là sư hồn mê tính của ông này nè. Cái gì? Tôi đi coi bói rồi, thầy bói cũng nói với tôi, cái số tôi á là phải lấy chồng. Mà coi như là không được đẻ, nên tôi quyết định tôi lấy ông mà có đứa con khỏi đẻ, tôi có lời đẹp hoài. Trời ơi, bà còn mê tính hơn tao cả mày. Trời ơi. Công cha như núi thời sáng. Lẫn vậy không bằng à. Nè, mặc áo vô coi. Con nói rồi, cái áo này nó nhỏ xíu, con không mặc không có vừa. Ủa mà ba con đâu, thằng hai đâu rồi, đi tìm nó coi. Dạ con đi đóng củi rồi. Mà thôi, nội ngồi đây đi. Con đi lấy cơm cho nội ăn, chịu chưa? Nhưng mà nội nhớ nha, đừng có cho ai vô nhà mình hết á. Không nhớ rồi. Nếu mà cho ai vô nhà mình á, người ta lấy hết đồ á, làm nhà mình tiêu luôn á. Nội nhớ rồi mà. Nội ở đây nha nội. Đừng có cho ai vô nhà nha nội. Nội nhớ rồi. Nội nhớ nha nội. Rồi. Trời đất. Nhớ nha. Kỳ cục vậy ta. Dạ. Làm gì vậy? Con lăn xuống dưới. Con lăn cái gì đi tìm cho cái búa cho cha con. Ủa nội, chơi gì vậy con? Con chơi gì đâu. Con với cha đang tìm cái búa mệt muốn chết nè. Ờ vậy hả? Kỳ cục quá. Cái búa về mỗi lần đi làm về là để lại chỗ cái góc này. Mà cha có nhớ kỹ là cha cắt ở đó không? Có, cha đi về là cha để đó chứ để đâu. Không lẽ nhà mình lại có ăn trộm hả? Cái gì? Con mới nói cái gì? Ăn trộm hả? Ai ăn trộm? Nó phải không? Nó, con là thằng Tèo. Không phải má ơi, thôi má qua đó má ngồi đi, má đừng có chạy lung tung nữa. Vậy mà đó. Má có cái cây búa của con không? Có thấy. Cất ở đâu? Trong tủ á. Ủa gì kìa? Sao nãy giờ nội ngồi đây mà nội thấy ở trong tủ? Vậy sao má thấy trong tủ rồi đâu, sao má không đưa ra cho con?
Ừ thì đó, cây kiếm mà ba con đi chinh chiến má cất kỹ lắm trong tủ á. Trời ơi má ơi, con kiếm cây búa cho con kiếm cây kiếm làm cái gì mà. Ủa, kiếm cây búa hả? Con kiếm cây búa. Cây búa đi chặt củi á nội, chứ không phải cây kiếm đi đâm đâm. À, vậy sao nãy giờ không nói? Trời, nói nãy giờ. Để má lấy cho. Nói nãy giờ. Chả biết liền, chả biết là nội con giấu cho không ai hết á. Đúng rồi nha. Cái này á, để vô cùng bí mật. Má không có cho ai biết hết á. Con cũng đừng cho ai nhìn thấy nha không. Trời ơi, ai mà thấy chỗ làm cái nào gì? Mà kính nè. Quá vậy? Cái này là chiếu chỉ của vua ban cho ba con đó. Trời đất ơi, má ơi, con kiếm cây búa, con kiếm cây búa, con đi đi, đi chặt củi chứ không phải con kiếm cái này. Trời ơi, sao nãy con không nói? Nói nãy giờ rồi. Con có nói hả? Có, con kiếm cái búa hồi nãy giờ kiếm cái búa mà. Cha con nãy giờ nói mà tại vì nội không nhớ đâu. Ờ, rồi để má vô má lấy cho. Trời ơi, đâu có gì đâu mà. Mệt dễ sợ luôn. Đây nè. Bà nội con cất cho mai trần á. Nè. Mà giờ hỏi ra, ra là bà tự ái. Nè. Nói ra. À, ăn cơm đi rồi con đi học. À, hai, ăn cơm đi rồi vô má tắm cho, nhanh lên. Ngồi xuống nè. Má ơi. Hả? Bây giờ không phải là con muốn ăn cơm. Chị... con nói là con muốn kiếm cái búa. Cái búa, cái búa, cái búa này nè. Trời ơi, sao nãy giờ con không nói? Trời ơi. Thôi thôi được rồi, để má vô má lấy cho. Cha còn chết đi bà nội luôn quá trời. Cha chết trước rồi. Hồi nãy giờ đó bà nội. Cái kiểu cho... này là tìm cái búa tới ngày mai luôn. Bí mật không? Bữa nay cha khỏi đi đúng không? Cái này là thượng phương bảo kiếm của vua ban cho ba con đó. Nữa thượng phương bảo kiếm nữa thôi được rồi, cho con coi cái thượng phương bảo. Trời ơi, đúng rồi, cái thượng phương bảo kiếm đây. Không có cái này là cả nhà chết đói luôn rồi. Ừ. Cảm ơn cái thượng phương bảo kiếm Hoàng Thái Hậu. Con đi củi đây. Cha ơi, nhớ về với con nghe cha. Giờ thượng phương bảo kiếm đâu quá ra là cái búa. Con cho nội ăn gì vậy? Con cho nội ăn xả á. Cái này đâu phải xả. Cái gì hả nội? Cát. Hả? Úi trời, hồi sáng đi dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ làm gì mà một đống thù lù trước sân thay gom vậy? Ờ, má mới sắp ra đó. Bộ má tính đốt lửa ung khói hả chi vậy? Ủa thằng Tèo đâu má? Không biết, hồi sáng giờ không có thấy nó. Ủa, ê, cậu là ai vậy? Con là thằng Hai nè. Hai hả? Ủa, con đi đâu mới về vậy? Đi đông củi về. Trời ơi, mệt lắm không con? Mệt muốn chết luôn. Ủa, mà cậu là ai vậy? Con là thằng Hai. Ủa, con đi đâu mới về vậy? Con hả? Đi đúng củi về, trời ơi. Ê, mệt không con? Má mệt không? Mệt. Má mệt hả? Ừ. Má mệt nghỉ ngơi đi. Con cũng mệt gần chết rồi, có mấy câu hỏi miết. À. Ủa mà thằng Tèo đâu? Không biết nữa, nó đi đâu đó, không biết. Sáng giờ không thấy nó. Thằng này nó đi đâu ta? Thôi con đi tìm nó nha, chứ lỡ nó lọt sông rồi nó mất công lắm á. À... chừng nào nó về đó, má nói nó ở nhà chờ con nha. À... mệt ghê vậy đó. Thôi con đi nha má. À... thằng này nó đi đâu kìa? Tèo ơi! Tèo! Tèo ơi! Thằng này đi đâu mà lính qua lính quýnh vậy không biết nè. Không biết ai vậy ta? Cha ơi! Đợi con với cha ơi! Cha! Cha! Ủa nội, hả? Con mới nghe tiếng của cha con mà. Đâu có đâu. Thì sao con nghe kìa? Không biết. Không biết đó hả? Ờ, vậy nghe cha nói con đi đâu? Cái gì mà ra suối rồi vậy, chích đuối gì không biết nữa. Trời ơi, vậy cha con té sông. Ủa mà sao nội biết? Nó mới nói tức thì nè. Mới nói hả? Ừ. Thôi để con đi tìm cha con. Ừ. Cha ơi. Cha. Cha.
chạy lính qua lính quýt nha. Cha ơi, cha, cha ơi, cha, cha. Mày đi tìm cha mày chạy qua mày tìm ra, đi đâu vậy? Dạ con đi tìm cha. Mắc mớ đi tìm cha. Nội, nội nói cha té xong chết đuối mà. Trời đất ơi, con ở với nội bao nhiêu lâu rồi? À, bà nội bị lẫn mà. Bà nội nói tùm lum tùm la, con tin bà nội làm cái gì? Chạy như vậy ha, lỡ mày té xong rồi sao? Con đâu có ra ngoài xong đâu. Mệt muốn chết luôn à. Con đi lấy cơm cho nội ăn chứ bộ. Ngồi xuống đi. Dạ. Tìm con cha chạy mệt muốn chết luôn. Cha mà con không mệt à? Mà cha... con nghe lời bà nội làm gì? Bà nội lẫn rồi. Cha cha, tại sao bà nội lẫn vậy cha? Thì bà nội già rồi bà nội lẫn. Tại sao già vậy cha? Thì bà nội sống lâu rồi bà nội già. Tại sao sống lâu mà già cha? Thì lâu năm rồi cái con người mình nó quéo lại nó già. Vậy cha sắp quéo giống như bà nội vậy hả cha? Tao sắp rồi. Vậy chừng nào tới con? Yên tâm đi, ngày đó sẽ tới thôi. Dạ. Mày cũng sẽ quéo như cha mày, rồi quéo như bà nội mày. Hỏi tầm bậy tầm bạ không à. Con sẽ chờ đợi nó. Yeah. Thôi cha ơi, mình đi về đi cha. Thì đi về chứ. Nghĩ mệt chút là phải về chứ. Dạ. Ngồi đây hoài mệt quá. Hay nha. Mà con biết không? Dạ. Mấy người lẫn mệt dữ lắm con ơi. Dạ. Biết người ta lẫn cũng... Cha cha. Hả? Cha. Muốn biết người ta lẫn thì làm cách nào cha? Thì mấy người già họ lẫn rồi đó. Họ không có nhớ chuyện bây giờ nhiều. Mà chuyên môn nhớ chuyện ngày xưa không à. Rồi cứ lầm bầm một mình vậy đó. Dạ. Còn... ruột đánh người ta cắn người ta là sao cha? Ruột đánh người ta cắn người ta là điên chứ không phải là lẫn, con hiểu không? Dạ. Vậy hai cái nào nguy hiểm gì cha? Nói chung là cái nào cũng nguy hiểm hết á. Thôi đi về đi, bà nội ở nhà bà nội nấu cơm xong rồi lỡ bà nội ấy là làm trái nhà là chết luôn á. Dạ. Đi về. Lớn ơi gì già, già hay gì lớn tuổi, lớn tuổi á, tại vì quéo lại. Ba vui quá. Mày lẫn luôn rồi. Ủa má làm gì vậy má? Cái gì? Hả? Đừng có la lớn nha. Má cho con cái này nha. Cho gì? Tiền. Tiền? Đi. Ở đâu má có? Thấy rồi thấy đó. Ba. Má ơi cái này là lá cây chứ không phải là tiền. Mà tiền. Cắt đi để người ta thấy mà. Má còn mấy, mấy cái vàng lá ở đây nữa nè. Đây nè. Không phải đâu, nguyên cái đống này là vỏ cây với lại lá thôi. Đâu phải tiền với vàng đâu. Trời ơi, má ơi. Cái này đem đốt đi. Đừng có để làm cái gì, không phải tiền. Con không tin má hả? Cái này của ba con để lại cho má mà. Thôi, cái này dơ lắm má, đừng có lụm nữa. Thôi má vô nghỉ đi. Lá cây hả con? Lá cây không hà. Đốt hết con. Rồi đốt hết, thôi để đó đi. Chừng nào muốn đốt là đốt. Thôi vô nghỉ ngơi đi má. Kỳ quá ta. Vô nghỉ đi. Mình nhớ hồi trước đâu có như vậy đâu ta. Mà sao giờ má mình lẫn quá vậy? Làm cái gì cũng không biết làm cái gì. Ngày xưa má mình là một tay lo ruộng vườn quán xuyến. Bây giờ không có biết làm cái gì mà còn gây rối tùm lum tùm la ở trong cái nhà này. Thiệt. Bởi vậy con đố cha, con lại. Đố thằng cha mày chứ đố. Hỏi một đường thử lần. Làm gì à? Con đố cha cái này là cái gì? Không lẽ là tiền? Con đố cha mấy cái này là cái gì? Mày đừng nói tao cái này là vàng nha. Vậy con đố cha một lần cuối nè. Con giống cha hay giống mẹ? Giống bà nội mày. Rồi, cha
làm gì thằng quỷ hả? Mày làm gì hả thằng quỷ kia? Tao đập cái chết cha mày bây giờ. Vô có đó người. Không lẽ lớn mà còn điên? Điên thằng cha mày chứ điên. Tao vậy mà điên hả? Nói tầm bậy tầm bạ không à. Đang bực bội gần chết à. Vậy sao? Tự nhiên cha ngồi đây cha nói lẩm bẩm chuyện ngày xưa đó. Thì tao nhớ lại, giờ thấy bà nội lẫn như vậy cha mới nhớ lại cái chuyện ngày xưa, lúc bà nội còn tỉnh kìa. Bao nhiêu công chuyện nhà bà nội làm hết trơn. Bây giờ bà nội lẫn rồi, không còn biết một cái gì nữa. Gạo để ở đâu cũng không biết, mâm để ở đâu cũng không biết. Có một bữa bà nấu gạo, bà nấu, bà lấy gạo bà không lấy, bà lấy cát bà làm cho một nồi, bà biểu tao ăn. Bạn đêm không có đèn, tao quất vô một cái muốn chết luôn rồi. Bây giờ đó bà nội hay gom lá như vậy nè. Nói đây là tiền, đây là tiền. Trời ơi, thiệt là khổ quá đi. Đây là tiền? Hèn gì? Hồi nãy á, con thấy bà nội á cha, nội đốt tiền á. Con hỏi nội nói gì, đốt gì? Nội nói đốt tiền, ai dè? Đốt lá, cây. Đó thì nội gom hết một đống như vậy nè. Rồi nội đem nội đốt rồi. Cha kêu nội đốt hả? Ừ, cha kêu đốt. Ừ, hèn gì? Con thấy nội bỏ mấy cái lá này vô mấy cái túi đỏ đỏ đó. Đốt. Ây da, thì đó, bà nội con lẫn rồi. Thiệt, khổ ghê đó. Lụm mấy cái lá này còn bỏ vô trong cái túi đỏ đỏ. Mà mấy cái túi... Mày nói mấy cái túi đỏ đỏ gì? Nó đỏ lắm. Nó đỏ, nó nhỏ vậy nè. Nó đỏ giống vậy không? Chính xác, nó y chang như vậy nè. Cái thằng chết mẹ rồi. Đốt hồi nào, đốt mấy túi? Dạ, 3-4 túi gì đó. Trời ơi, mấy cái túi đó là mấy cái túi tiền của tao. Tại sao lại nỡ lòng nào đem đi đốt? Tiền đó là tiền dành dụm tao bán củi biết bao nhiêu năm trời. Để dành dụm là tương lai của mày, để sau này mày cưới vợ. Tại sao bà nội mày đốt, mày không cản bà nội mày lại? Thì cha nói là bà nội lẫn rồi. Đừng có nghe bà nội nói gì, đừng có nghe. Thì con nghe lời cha thôi. Trời ơi, tại sao mẹ lại giết con như vậy? Trời ơi, tiền cưới vợ của con đó con ơi. Bây giờ bà nội mày đốt. Ít trời ơi, hết tao đâu. Vô đỡ lên nha. Rồi để vậy giờ thả xuống đi, thả xuống đi. Ra lấy cái giỏ ra. Ui dạ. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi hả? Ờ. Cha, hả? Xe này đẹp quá ha cha. Ê, coi cũng được. Dạ. Chút nữa cha đẩy con đi đi chơi nha cha. Yên tâm đi. Có cái xe này xong hả con ngồi lên xong cha kéo con ra ngoài chợ chơi. Cha, cha. Cha chở con ngoài chợ xong cha chở con tới nhà thầy chơi luôn nha cha. Được rồi, cha chở mày đi học mỗi ngày luôn. Dạ, vui quá trời. Nhưng mà không được. Sao? Nếu mà cha đẩy con tới chợ rồi chở tới nhà thầy được chở đi học á, nhà nội ở nhà đốt nhà làm sao? Điều đó cũng là điều mà cha trăn trở đó. Bây giờ bà nội già rồi, ở nhà cũng không làm được cái gì. Mà nội lẫn quá rồi, lắm rồi nội hay đưa lấy lá nội đốt nữa. Không chừng có bữa nội đốt xong á, cháy nhà. Rồi nội ở trong nhà nội ra không kịp, rồi nội chết nữa. Bởi vậy cha mới tính đưa bà nội vô trong rừng ở. Có được không cha? Được. Cha đi củi cha thấy rồi. Ở trên rừng có cái hang núi, đưa bà nội vô trỏng ở là an toàn nhất. Vậy chừng nào mình mới đưa nội lên trỏng cha? Thì cái xe này đóng xong đó là cha tính đưa nội lên trên núi. Vậy cha chở con chút nha. Làm gì? Rồi xong. Vậy giờ đưa nội đi luôn hả? Vậy xe này xong rồi. Vậy thôi đi đi. Vô kêu nội. Dạ. Vô gói cho nội ít đồ ăn khô. Thôi đồ ăn ướt đi cha ơi. Đồ ăn ướt để mình ăn, đồ khô để cho nội ăn. Nội ăn như vậy nội uống nước vô, nó nở ra nội no lâu hơn. Dạ. Nội ơi nội. Nội ơi. Nội ơi. Nội ơi nội. Oh,
Sao con không đẩy phụ cha nặng quá đi? Con có đẩy mà. Ây cha. Trời ơi à. Sao cha kéo mình cha mà mày ngồi lên luôn rồi sao? Mày không đẩy phụ cha. Con mệt muốn chết rồi. Con mệt quá. Ủa sao con dừng lại vậy con? Dạ cũng gần tới rồi má ơi. À. Cha. Hả? Sao cha bỏ nội trong đó vậy cha? Thì cha nói con rồi đó. Để cho bà nội trong đó an toàn hơn. Dạ. Lỡ như bà nội lạnh thì sao cha? Ở trong hang đá cũng không lạnh lắm đâu. Lỡ như thú dữ tới ăn thịt bà nội sao cha? Ăn thịt cái gì? Bởi vậy cha mới đem vô trong hang, chứ không thôi cha để ngoài rừng rồi. Vậy bà nội ở trong đói sao? Lấy con sao ý kiến nhiều quá. Thì chừng nào bà nội đói đó là cha đi làm lấy củi đó là cha đem cơm vô cho nội ăn. Dạ. Thôi nội, con cho nội cái áo nè nội. Có gì á bà nội đắp nha bà nội. Vậy con đưa má vô trong đó rồi chừng nào con rước má về. Thì chừng nào con nghỉ đóng củi xong rồi con đón má về. Rồi vậy chừng nào con mới nghỉ đóng củi lận. Trời má hỏi mắc cười quá, nhà mình hả? Mấy đời làm nghề đóng củi rồi. Bây giờ con làm không chừng là con tới già nữa, con có cháu nội y như má nữa, con cũng chưa hết làm nghề này nữa. Vậy má ở luôn trong đó suốt đời luôn hả con? Thế không sao đâu má ơi, má cứ vô đó má ở đi, không có gì đâu. Thôi con ở đây nha, cha đưa bà nội lên trên hang. Sao không cho con đi theo? Ở đây đi, mày đi lên đó, mày đi không được mày té bây giờ. Thú dữ ăn con sao? Có cái búa đó, dạ. Ở đó đi. Nhớ kéo bà nội cẩn thận nha cha. Ừ. Bà nội đi nha bà nội. À. Bà nội ở đó mạnh giỏi nha bà nội. À. Thiệt không hiểu cha nữa. Đúng là cái tuổi ăn tuổi ngủ. Mới lên trên núi xong rồi về là ngủ rồi. Ngủ xuống vậy là lỡ thú dữ nó ra là sao? Dậy. Dạ. Dậy. Con có ngủ đâu. Con ngủ rồi sao con nằm xảy la vậy? Trời ơi con có ngủ đâu. Con thấy hết luôn á. Thấy hết luôn rồi hả? Dạ. Thôi đi về. Dạ. Đi. Cha đi trước đi. Mới đây đâu mất tiêu rồi. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Dạ. Đi đâu vậy? Con lấy cái xe này. Con ơi bỏ dạ. Xuống đi. Sao con cực vậy? Bỏ luôn cái xe đó đi. Đi đi về đi về. Thôi bỏ chi cho nó uổng. Uổng cái gì mình đâu có dùng nó nữa đâu. Có. Sau này cha có già giống lẫn giống như bà nội á, con cũng để cha lên cái xe này kéo vô trong rừng, xong ẵm cha lên núi bỏ vô trong cái hang đó đó, giống như bà nội đó cha. Chi vậy? Thì khỏi tốn quần áo, khỏi tốn thuốc men. Con đâu có được làm như vậy. Vậy sao? Mình bây giờ mình làm bà nội được, vậy sau này con làm cha sao không được? Cha, sao cha khóc vậy cha? Hồi nãy con cũng thấy bà nội khóc y chang như cha á cha. Cha. Cha làm vậy là không đúng hả? Trời ơi. Con nói cha nghe này nha. Bà nội. Nhưng mà tại vì cha lo cho bà nội,
bà nội già rồi, bà nội lẫn rồi, bà nội ở nhà con mình, nhiều khi bà nội lỡ làm trái nhà rồi sao? Thì bà nội có lỡ làm trái nhà thì có sao đâu, mình lên rừng á, mình chặt cây, mình về mình xây lại cái nhà khác. Còn nếu như bà nội chết á thì mình có tìm ra bà nội khác được không? Con hỏi cha, cha trả lời đi. Cha cứ ớ hoài. Ê cha, cha ơi, sao cha không về? Chờ con với cha ơi. Cha, cha. Má, sao má ngồi đây? Má đợi thằng Hai, nó đi chặt củi xong rồi nó tới nó đem cơm cho má, mà sao lâu quá nó không thấy nó. Con Hai nè. Con sao con khóc vậy? Nín nín ôm nín nín đi con, ôm má, má thương nín nha. Cục cưng của má, cục vàng của má, con đừng có khóc, má đau lòng lắm. Nằm xuống, nằm xuống đây má, má ru con ngủ nha. Nằm xuống. Nằm xuống má ru con ngủ ha. Công cha như núi Thái Sơn, chim nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Má ơi, má tha lỗi cho con nha má. Con bất hiếu với má. Má ơi, thôi mình về nha má. Về hả? Để con cõng má về. Con cõng má về nha má. Cha. Con nói cha nghe nè, cha làm vậy mới đúng á. Nội á về rồi, gia đình mình hạnh phúc rồi hai cha. Cha cõng nội về cho con. Nội, nội, con thương nội lắm á nội. Cha, con cũng thương cha lắm á. Thôi gia đình mình về chứ. Thôi đi về. Thôi, mình về nha má. Cõng cha nha má. Vui quá ha má.